chào, mình hiện tại đang có khoảng 20 cái vé của chương trình Hội trại Cõng Chữ Lên Non và tổ chức vào ngày 10 tháng 11, tức là chủ nhật tuần sau đấy ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi phát và chia sẻ thông tin của chương trình này đến tất cả những hộ dân ở xung quanh hai tòa ở đây, đặc biệt là bắt đầu khởi nguồn từ tiệm tóc Ba Gốc trước, nhưng mà tiệm tóc Ba Gốc thì hôm nay đóng cửa mất rồi, cho nên là mình sẽ đi các nhà xung quanh ở đây nhé. Và ta đi đi vượt hết núi đồi, giai điệu của mây trời đưa về nơi ngập tràn ánh nắng. Và ta đi